Dạ mình cũng có khoảng hơn 30 phụ huynh đã online rồi, em xin phép được bắt đầu luôn để đỡ mất thời gian của mình. Thì em xin giới thiệu lại, em là Giang, em làm việc ở phòng tuyển sinh của trường quốc tế Nam Sài Gòn. Chắc là một số các anh chị cũng đã có từng liên hệ với em qua email hoặc là điện thoại rồi. Thì em xin xin cảm ơn, rất là cảm ơn cái thời gian quý báu của mình ngày hôm nay đã cố gắng sắp xếp tham gia trong cái buổi giới thiệu sơ lược về cái cơ sở vật chất và chương trình học của trường ngày hôm nay. Thì em rất là cảm ơn cái thời gian quý báu của các anh chị. Em xin nhắc lại là các anh chị vui lòng tắt tiếng và tắt cái camera ở bên phía các anh chị giúp em ạ. Có một số phụ huynh còn mở tiếng, anh chị tắt tiếng giúp em ạ. Hiện tại thì anh chị đang thấy ở trên màn hình của mình là cái website của nhà trường. Nếu anh chị nào chưa có quen với cái website của nhà trường thì sau cái buổi nói chuyện này, cái tour này thì anh chị có thể tìm hiểu thêm một chút xíu thông tin của trường trên website này. Thì website thì có khá là bao quát cái thông tin về trường, cái cũng như là cái chương trình học và cơ sở vật chất. Thì em xin bắt đầu với cái tour ngày hôm nay. Dạ mình đang thấy ở đây thì là cái cổng của mình, cái phía cổng của mình đi vào, bắt đầu từ cái phía cổng của mình. Nhà trường của mình thì mình rộng khoảng 5 hecta và mình chia ra làm 3 cái tòa nhà chính, tòa nhà tiểu học cấp 2 và cấp 3. Thì cái phía khu vực này anh chị đang xem ở trên cái màn hình của mình ở đây là cái phía mình đi vào, cái bước vào cái khu vực của khối cấp 3. Dạ, cái hình ảnh mình đang thấy ở trên cái màn hình vi tính đây, mình thấy là có cái khu vực ở trường mình gọi cái khu vực này là High School Plaza. Thì khu vực này nó chia làm hai khu vực chính là bên khối văn phòng và khối lớp học của các bạn cấp 3 từ lớp 9 cho tới lớp 12. Thì đối với các bạn khối cấp 3 thì các con sẽ di chuyển lên xuống trong cái tòa nhà này. Ở khu vực này thì mình thấy ở đây thì có các lá cờ ở phía trên thì đã đại diện cho tất cả các quốc tịch của các con. Thì trường mình đang có tổng cộng là khoảng 1.150 học sinh, các con đến từ 42 quốc gia khác nhau. Thì trường mình thì các quốc tịch đa số của mình hiện tại là các học sinh đến từ Mỹ, Việt Nam và Hàn Quốc. Em sẽ đi chậm chậm để mình thấy được cái bao quát cái khuôn viên của mình. Ở phía góc trái màn hình thì anh chị có thể thấy là cái cổng tường để đảm bảo được cái sự an toàn của các con và cái an ninh trong khuôn viên trường học. Thì tất cả các học sinh và phụ huynh vào trường, các con đều phải mang thẻ học sinh thì các con mới vào được cái khuôn viên trường học. Đây là cái khu vực của khối học sinh cấp 3 thì các con sẽ di chuyển lên xuống. Tập trung ở cái khu vực này nhiều. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng phòng học của khối khu vực của khối cấp 3. Đầu tiên thì em xin giới thiệu một chút xíu về cái thư viện của khối cấp 3. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây thì cái thư viện này nó cũng khá là rộng. Thì mình sẽ có những cái khu vực đọc sách riêng cho các con. Thư viện thì có bao gồm rất là nhiều đầu sách và các ngôn ngữ khác nhau để các con tiện để các con làm research cũng như là hỗ trợ cho cái việc học của các con. Ngoài ra thư viện này của mình thì mình có thêm những cái phòng nhỏ riêng ở phía bên tay trái thì các anh chị có thể sang nhìn giúp em phía bên trái màn hình của máy tính thì có những cái phòng nhỏ để hỗ trợ cho cái việc là khi mà các con có những cái project nhóm hoặc là những cái research để làm cái project cá nhân thì các con cần sự yên tĩnh thì các con có thể làm việc ở trong cái khu vực này. Thì hỗ trợ cho các con khá là nhiều trong cái việc mà họp nhóm cũng như làm việc riêng. Thư viện này của mình thì các con mình sẽ mở cửa từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 4 giờ chiều. Khi các con cần học học thêm hoặc là đọc sách hoặc là làm research thì các con có thể làm việc trong thư viện này.
vào cái giờ nghỉ giữa giờ, hoặc các con có thể mượn sách về nhà để tìm hiểu thêm để đọc. Tiếp theo thì em xin giới thiệu một chút xíu về cái phòng mỹ thuật của khối cấp 3. Thì phòng mỹ thuật này thì anh chị thấy thì nó khá là nhiều màu sắc và nó khá là sinh động. Thì cái phòng này thì nó dành cho khối cấp 3. Các con học khối cấp 3 từ lớp 9 tới lớp 12 để con có sao học mỹ thuật ở cái phòng học này. Thì cái môn học này là nó là môn học lựa chọn, thì các con có thể lựa chọn giữa học mỹ thuật và học học nhạc hoặc là học kịch. Mình có thể nhìn bao quát một chút xíu về cái phòng học này. Ngoài ra các con học mỹ thuật ứng dụng ra thì các con có thể học thêm một chút xíu về cái graphic và cái những cái designer, cái chương trình ứng dụng trên máy tính. Dạ, em xin dừng lại một chút xíu, em có câu hỏi của phụ huynh ở đây thì em xin xem câu hỏi để trả lời cho các anh chị ạ. Dạ, câu hỏi ở đây mình thấy là có phụ huynh hỏi là thư viện có được sử dụng vào cuối tuần không, thì em xin phép trả lời như sau, là tại vì thư viện mình chỉ sử dụng trong giờ học từ thứ hai cho tới thứ sáu và từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 4 giờ chiều thôi ạ. Thư viện thì mình sẽ không có sử dụng vào cuối tuần được. Nếu các con có kế hoạch học tập và đọc sách thêm về ở nhà cuối tuần thì em xin khuyên là các con nên có kế hoạch để mượn sách trước và sau đó mình mượn sách về nhà để tham khảo thêm. Thư viện thì không có mở cửa vào cuối tuần ạ. À, mình sẽ tiếp theo với các phòng học ở khối cấp 3 như sau, thì anh chị theo dõi giúp em ạ. À, đây là phòng thí nghiệm của khối cấp 3. Em xin mở một cái phòng học khác để các anh chị tham quan thêm ạ. À, dạ, đây là một cái phòng học đơn cử cho cái khối cấp 3. Thì cái phòng học này nó cũng khá là rộng rãi, nhưng mà cái size lớp học của các con thì sẽ không có quá lớn. Một phòng học như vậy tùy theo môn học thì sẽ có số lượng học sinh từ 22 tới 25 học sinh cho một lớp học. Các con thì có thể ngồi tự do, các con không bắt buộc phải ngồi theo một cái quy chuẩn nào hết, thì các con để các con tự do tham khảo và các con trao đổi với việc học với nhau. Dạ, mình đi theo cái phòng tiếp theo. Dạ. À, ở đây mình có cái câu hỏi của phụ huynh thì em xin tham khảo thêm câu hỏi là gì ạ? Một phòng học từ 22 đến 35 phụ huynh không nghe rõ. À, em xin lỗi, thì có phụ huynh ở đây nghe chưa rõ, thì phòng học của các con sẽ dao động từ 22 tới 25 học sinh là maximum thôi ạ. À, tùy theo môn học thì sẽ dao động từ 22 tới 25 học sinh. Để tiếp tục thì em xin giới thiệu một chút xíu về cái phòng học thể dục thể thao của các con. Thì phòng thể dục thể thao này nó khá là rộng. Thì cái phòng học mục đích sử dụng chính của các phòng này thì các con sẽ tập luyện thể dục thể thao. Các môn chính là môn bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông là chính. Ngoài ra con có thể tập thể dục những cái môn khác, nhưng mà sử dụng chính vẫn là bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông. Ngoài cái mục đích để các con tập luyện hàng ngày thì cái phòng này còn có mục đích là để tổ chức các giải đấu quốc tế giữa các trường học quốc tế khác với nhau ở trong cái nước Việt Nam mình, hoặc là có khi là sẽ có giải đấu quốc tế khác giống như là Marisa hay là SEASAC ở các trường quốc tế khác từ nước khác tới. Em sẽ tiếp theo cái phòng tiếp theo ở đây em muốn giới thiệu với phụ huynh mình là cái phòng học, cái phòng thể dục dụng cụ. Thì cái phòng thể dục dụng cụ này thì nó nằm trong cái chương trình học của các con. Đối với những tiết học thể dục, có đôi khi các con sẽ học các môn bóng rổ, bóng chuyền, hoặc có đôi khi tiết học của con có thể diễn ra trong cái phòng thể dục dụng cụ này. Thì cái phòng này
thực ra mà nói thì nó không có quá là lớn, nhưng mà nói về dụng cụ thì nó khá là đầy đủ để nhằm hỗ trợ cho các con trong cái việc tập luyện và phát triển thể chất. Thì anh chị có thể tham quan một số dụng cụ của các con ở đây. Phòng các phòng học thể dục thì sau cái giờ học thì sẽ có mở cửa thêm từ 4:30 cho tới 6:00 chiều để đảm bảo được là các con có, ngoài cái giờ học các con có đủ thời gian để tập luyện. Và tập luyện thì đương nhiên là sẽ phải có dưới sự hướng dẫn của giáo viên ạ. Để mình tiếp theo cái phần tiếp theo qua cái khu vực của trường cấp 2 thì em muốn dừng lại chút xíu và em muốn hỏi là có anh chị nào có câu hỏi gì thêm không ạ? Yeah. Ở đây em thấy có một câu hỏi của một phụ huynh là phòng thí nghiệm thường là để sử dụng để thí nghiệm những cái thí nghiệm gì, thì em có thể, câu hỏi đó khá là đặc thù và em có thể email riêng hoặc là em sẽ trả lời chị sau được không ạ? Để mình tiết kiệm thời gian cho tất cả các phụ huynh thì em xin trả lời những câu hỏi đặc thù sau bằng cách là em sẽ email hoặc là em sẽ gọi điện thoại sau đến phụ huynh ạ. Cảm ơn chị thông cảm. Để tiếp tục thì em xin giới thiệu về cái khối cấp 2. Thì cái khối cấp 2 này em cũng xin bắt đầu bằng cái thư viện cấp 2 của mình. Thư viện cấp 2 của mình thì nó cũng không có khác là quá là khác mấy so với thư viện cấp 3. Nó cũng khá là nhiều đầu sách và có khá là nhiều cái ngôn ngữ khác nhau để các con có thể là làm research, để các con nghiên cứu, các con tìm hiểu thêm. Ngoài ra trong cái thư viện cấp 2 này, cái công dụng của các thư viện cấp 2 này cũng khá là hay là mình có khu vực riêng để họp phụ huynh hàng tháng. Thì cái không chỉ cấp 2 không mà cấp 3 và cấp 1 thì hàng tháng bên nhà trường có tổ chức một cái buổi họp phụ huynh với là trực tiếp với hiệu trưởng và phòng ban tư vấn, mình gọi là coffee morning, principal coffee morning. Thì anh chị có thể là tham dự cái buổi họp này để mình trực tiếp mình trao đổi với lại hiệu trưởng hoặc là tư vấn để làm sao mình sâu sát với lại con em mình, để mình có thể là hỗ trợ con em mình tốt nhất trong cái việc việc học ở trường cũng như là cái việc mà giáo dục và cái sâu sát cái việc học của các con ở nhà. Mỗi tháng như vậy thì nhà trường sẽ có những cái topic khác nhau, thì cái topic nào nó cũng khá là sát và nó khá là quan trọng với các con. Thành ra là nhà trường lúc nào là cũng cố gắng khuyến khích phụ huynh mình là nên tham gia cái buổi họp này để mình tìm hiểu thêm nhiều thông tin về cái chương trình học của con ở trường. Tiếp theo thì em xin bắt đầu lại với lại cái cấp 2, với lại cái phòng robotics. Và phòng này thì chắc là các bạn nam sẽ rất là thích, tại vì phòng này là phòng khoa học ứng dụng và thực hành, thì các con sẽ được thực hành rất là nhiều và tham gia khá là nhiều cái hoạt động. Thì các con sẽ tự do khám phá cũng như là sáng tạo. Ở đây thì bên em ngoài những cái dụng cụ cơ bản bình thường khác thì sẽ có những cái dụng cụ cơ nâng cao giống như là máy in 3D, thì các anh bạn học sinh nam thì rất là thích luôn. Mình đi tới cái phòng tiếp theo nha anh chị nha. Ở đây mình sẽ thấy cái phòng học, một cái phòng học ví dụ cơ bản của cái lớp của cấp khối cấp 2. Thì ở đây các anh chị thấy một cái đặc biệt một chút xíu, đây là phòng học của lớp tiếng Hoa. Thì cái đối với học sinh từ lớp 6 cho tới lớp 12 thì các con sẽ học thêm một cái ngôn ngữ thứ ba, thì nhà trường đang cung cấp đó là lớp tiếng Hoa và lớp tiếng Tây Ban Nha. Thì hai cái ngôn ngữ này nó cũng khá là thông dụng cho cái việc học của các con sau này cũng như là công việc của các con sau này. Đây là lớp học tiếng Hoa của các bạn cấp 2. Nếu anh chị nào có định hướng cho các con sau này học ở Mỹ hoặc các nước Âu Mỹ thì cái tiếng Tây Ban Nha sẽ là rất là thông dụng cho con em mình. Tiếp theo em muốn giới thiệu tiếp một cái phòng khác ở cái khu vực cấp 2, đó là phòng thể dục thể thao của khối cấp 2. Thì phòng này thì anh chị thấy nó cũng
giống giống so với cái cấp 3, nhưng mà thực ra đó rộng gấp đôi cái phòng học, cái phòng thể dục thể thao của cấp 3 nó rộng gần như là gấp đôi luôn. Thì cái phòng này thì để cho các con sử dụng chung của khối cấp 1 và khối cấp 2, thì mục đích chính của nó cũng là cái môn học là bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông. Ngoài ra nữa, tùy theo thời tiết hàng ngày mà các môn học thể dục cũng có thể diễn ra ở đây. Ngoài ra thì tất cả các giải đấu quốc tế thường là sẽ tổ chức ở đây, tại vì cái sức chứa của cái phòng này nó khá khá là rộng, thì có thể là chứa lên tới là 700-800 người ở trong cái khu vực này. Thì trong quá trình mình đi xem cái phòng này thì em có một số câu hỏi, một câu hỏi của phụ huynh ở đây, thì em xin dừng lại chút xíu để trả lời câu hỏi cho phụ huynh ạ. Dạ, cái ngoại ngữ thứ thứ ba ngoài tiếng tiếng Anh ở trường và cái ngôn ngữ mẹ đẻ, thì từ lớp 6 cho tới lớp 12 thì các con sẽ được học cái ngôn ngữ thứ ba. Thì cái ngôn ngữ thứ ba đó nhà trường đang cung cấp, em xin nhắc lại là tiếng Hoa, là tiếng phổ thông Mandarin và tiếng Tây Ban Nha Spanish. Dạ, nếu không có câu hỏi gì thêm thì em xin tiếp tục ạ. Em muốn giới thiệu một chút xíu về cái căng tin của trường. Thì cái này chắc là anh chị rất rất là nhiều anh chị quan tâm về cái khu vực này của con em mình. Dạ, trước khi bắt đầu thì em lại có một cái câu hỏi ở đây, em xin dừng lại chút xíu ạ. À, cái môn học thể thao thì các con học từ lớp nhỏ luôn. Các con được học từ lớp nhỏ luôn. Còn đối với những cái môn mà bóng rổ, bóng chuyền hoặc cầu lông thì các con sẽ học được học từ từ theo các cấp lớp và tương thích với cái thể trạng, thể chất của các con. Dạ, em xin bắt đầu lại với lại cái. À, đối với các bạn học thể dục thể thao, các con học từ lớp nhỏ luôn là từ mẫu giáo khối 3 tuổi là các con đã được học thể dục thể thao rồi à. Em xin dừng lại một chút xíu, hình như là có phụ huynh đang muốn tham gia. Dạ, em xin bắt đầu lại với lại là cái phòng ăn của mình, phòng căng tin của mình. Căng tin của mình thì toàn trường mình có hai cái căng tin. Thì căng tin này em đang cho chị xem trên màn hình của mình, đó là căng tin của khối cấp 1 và cấp 2. Mình còn một cái căng tin khác ở cái khu vực cấp 3 thì dành cho các bạn khối cấp 3. Khu vực này là khu vực dành cho khối cấp 1 và cấp 2. Các con sẽ ăn những cái có những cái giờ ăn khác nhau, nên anh chị mình sẽ cũng đừng có lo lắng là các con sẽ không có đủ chỗ ngồi hay là tất cả các con xuống cùng một lúc thì cái việc phục vụ các con nó có chậm trễ hay như thế nào thì các anh chị cũng đừng lo lắng. Thì ở trường mình sẽ có những cái giờ ăn khác nhau với các con, từng khối lớp các con sẽ được ăn ở những cái giờ khác nhau, và trong quá trình các con ăn thì lúc nào cũng có các thầy cô giáo để supervise các con, để đảm bảo rằng các con không có mất quá nhiều thời gian trong cái việc ăn ở giữa trưa. Căng tin của mình thì mình khá là rộng, và mình là một cái công ty khác, mình làm cái mình phụ trách cái việc cung cấp thức ăn cho các con. Thì công ty này là công ty The Caterer, thì công ty này cũng khá là uy tín trong cái việc mà đảm bảo được nguồn gốc thực phẩm và đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con. Thì anh chị có thể tìm hiểu thông tin thêm về công ty này, thì họ khá là uy tín và họ cũng làm việc với khá là nhiều đa số các trường quốc tế khác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình. Thì các con ăn ở căng tin thì các con, đối với những các bạn nhỏ thì anh chị đừng lo lắng là các con phải mang tiền vào trường, thì mình sử dụng cái cash free system, có nghĩa là các con không phải mang tiền để mua thức ăn, mà các con ba ba mẹ sẽ top up tiền ăn của các con vào thẻ học sinh, các con sử dụng thẻ để trả tiền ăn, nên mình cũng không có lo lắng cái việc mà con mang tiền vào trường sẽ không có an toàn, mất tiền hay như thế nào đó, thì mình cũng không lo lắng về vấn đề đó. Thứ hai nữa là nhà trường mình không có được phép bán những cái đồ ăn mà không có tốt cho sức khỏe của các con, giống như là trà sữa hay những cái thức ăn mà có cái lượng đường cao thì nhà trường sẽ không có cho phép bán ở trường. Chỉ những cái thực phẩm mà có cái nguồn gốc là có dinh dưỡng thì ở trường mới cho phép bán. Dạ, em xin dừng lại chút xíu để mình xem là mình tham khảo xem có phụ huynh nào có câu hỏi gì thêm không ạ.
Dạ, em có câu hỏi ở đây là sức chứa của căng tin một lúc là được bao nhiêu người thì sức chứa, em xin trả lời, xin phép trả lời là sức chứa căng tin mình ở đây một lúc khoảng là 500 người ạ. Dạ, em xin phép được kết thúc cái tour của khối cấp 2 ở đây và mình xin đi tiếp với cái tour cho cái khối mẫu giáo ạ. Dạ, em vừa có câu hỏi ở đây, em xin phép anh chị cho em dừng lại chút xíu. Tôi làm cho tên của đơn vị cung cấp thức ăn, nó tại trường hay nó ở nơi khác làm đấy? Dạ, em có câu hỏi ở đây là vui lòng cung cấp đơn vị cung cấp thức ăn và nấu tại trường hay nơi khác mang đến. Thì em xin trả lời lại là đơn vị cung cấp thức ăn của trường hiện tại thì trường làm việc cũng khá là lâu. Năm với công ty này thì công ty này là The Caterer. Thì mình nấu, mình sẽ có bếp riêng ở trường và mình nấu tại trường ạ. Mình không có mang đến từ nơi khác mang đến nên mình cũng sẽ tránh được cái vấn đề mà sẽ bị cái vấn đề mà di chuyển, vận chuyển thì cái thực phẩm nó không còn tốt nữa thì mình cũng không có lo lắng về vấn đề đó. Thì thức ăn sẽ được nấu tại trường. Dạ, không có câu hỏi nào thêm thì em xin phép ạ. Dạ, mình có hai câu hỏi ở đây nhưng mà nó khá là đặc thù và nó mang tính chất riêng một chút xíu thì em sẽ nốt lại và em sẽ trả lời riêng với phụ huynh ạ. Mong anh chị thông cảm. Có một câu biết dùng tên đơn vị. Dạ, có một câu hỏi là mình viết dùm tên đơn vị cung cấp thực phẩm thì sau cái buổi chat này thì anh chị tham khảo giúp em sẽ viết cái tên đơn vị cung cấp thực phẩm kèm theo là địa chỉ email và số điện thoại của ở trường của em để anh chị sau khi cái buổi này anh chị có câu hỏi gì thêm thì mình có thể tham khảo thêm ạ. Em xin phép được đi tiếp với cái khu vực của khối tiểu học và khối mẫu giáo mầm non ạ. Dạ, ở đây thì trên màn hình của mình thì mình thấy khu vực này bên em gọi là khu vực atrium. Thì khu vực này là dành cho cái khu vực dành cho phụ huynh đưa đón các con mỗi cái giờ sau giờ học. Thì chắc có một vài anh chị chắc là cũng có đã biết cái khu vực này rồi. Tại vì khi mà đưa đón các con đi qua trường em thi đấu những cái kỳ thể dục thể thao thì chắc cũng đã tham quan sơ về khu vực này rồi. Ngoài ra thì trong giờ học cái khu vực này còn là cái khu vực vui chơi của các con, các khối tiểu học giờ ra chơi. Anh chị nhìn xa một chút xíu thì ở phía góc phía trước màn hình của mình đó là cái sân cỏ, đây là sân cỏ thật của khối khu vực của khối cấp 2 và cấp 3. Dạ, em xin tiếp tục với lại là cái thư viện của khối cấp 1 ạ. À, thư viện của khối cấp 1 này thì anh chị thấy rất là nhiều màu sắc, trang trí cũng khá là sinh động cho các con, cái khối tiểu học. Thì thư viện với khối tiểu học này thì mình công năng của nó cũng giống như là thư viện của cấp 2 và cấp 3. Các con cũng sẽ làm việc, sẽ có những cái giờ đọc sách ở trên này. Khi mà có những cái giờ đọc sách thì các cô và các cô trợ giảng sẽ đưa các con tới thư viện đọc sách. Thì anh chị có thể nhìn bên góc phải màn hình của anh chị xem là các con đang ngồi đọc sách với lại cô chủ thư. Thì ở đây thì các con sẽ có những giờ thư viện. Thì trong một tuần như vậy thì các con sẽ có từ 2 tới 3 tiết đọc sách ở trên thư viện. Ngoài ra cái thư viện của mình sẽ có những tổ chức những cái buổi nói chuyện của các speaker mà mình sẽ mời về để các con có thể là đọc sách cùng với các speaker rồi trải nghiệm những cái quyển sách hay, những cái đầu sách hay như thế nào. Và hơn nữa là có những cái buổi là mình gọi là parent reading night thì mình sẽ mời phụ huynh tới để đọc sách cùng với con để xem cái trải nghiệm của con, một cái tiết học đọc sách của con ở trong trường như thế nào thì rất là thú vị. Thì anh chị sẽ tham khảo thêm về cái đó trên website của bên em, mình sẽ có giới thiệu về cái đó. Để tiếp theo thì em xin phép đi tới một cái phòng học của khối tiểu học cấp 1 ạ. Đây là phòng học của các bạn lớp 4. Đó, cũng khá là sinh động, các con hoạt động rất là sôi nổi trong lớp học. Thì lớp học của các con thì các bạn cũng ngồi là tự do, các bạn sẽ ngồi tự do với nhau, thường là sẽ theo nhóm khoảng 4 tới 5 bạn để trao đổi cái việc học.
Ngoài ra nữa thì anh chị có thể để ý thấy là cái bàn ghế trong lớp học của mình á, thì nó sẽ khác từ cái chiều cao, từ cái design của cái ghế, để các độ lớp nó sẽ khác nhau, nó tương thích với cái phát triển thể chất của các con, để nó không làm ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như là cái phát triển của các con sau này. Thì nhà trường sẽ thiết kế các bàn ghế trong lớp nó sẽ tương thích với cái sự phát triển chiều cao của các con. Thì cái cấp độ lớp học thì các anh chị sẽ thấy cái bàn ghế nó khác nhau. Ở trong lớp học thì cái size của từng lớp học thì nó cũng giống nhau. Mỗi lớp học như vậy thì các con sẽ có từ 18 tới 20 bạn học sinh cho một lớp. Ở đây em xin giới thiệu một chút xíu về cái Makerspace. Makerspace dành cho các bạn tiểu học. Thì cái khu vực này cũng là cái khu vực mà để các bạn thực hành, để khám phá, để chế tác những cái sản phẩm. Thì các con rất là thích cái khu vực này. Làm sao để chế tạo một cái bàn, làm sao các con làm được một cái ghế, thì các con sẽ được thực hành ở đây. Đối với các bạn tiểu học, các con sẽ được sử dụng những cái mà dụng cụ, công cụ cơ bản nhất, từ cơ bản cho tới nâng cao. Làm sao để các con recycle, các con tiết kiệm, các con để tái chế lại những cái sản phẩm để bảo vệ môi trường cũng như là tránh nhầm lãng phí. Em xin ra phía ngoài trời một chút xíu thì em xin giới thiệu về cái sân chơi của các con. Cái này mình gọi là sân sau. Thì sân sau ngoài cái mục đích là sử dụng trong cái giờ giải lao, mình sẽ sử dụng cho cái việc tập PE của các con, cái khối tiểu học. Thì sân sau này mình có cái spider web để các con chạy nhảy vui đùa. Rồi các con sẽ có cái playground. Thì các bạn rất là thích khu vực này. Dạ, trước khi em đi tiếp thì em xin trả lời một câu hỏi của phụ huynh ạ. Dạ, ở đây em có câu hỏi là phòng chế tạo thì các con được vào lúc nào và thời khóa biểu ra sao và có ai giám sát các con không? Thì em xin trả lời là các con sẽ có thời khóa biểu để vào cái phòng đó ạ. Thì con sẽ có thầy dạy và các thầy hỗ trợ các con trong cái thời gian học. À, cái phòng của cái khu vực chế tác Makerspace thì các con sẽ được học từ cái lớp mẫu giáo là cái lớp 5 tuổi cho tới hết lớp 5, thì các con sẽ học được học theo từng giờ thời khóa biểu riêng của từng khối lớp ạ. Các con sẽ được học từ cơ bản cho tới nâng cao. Đây là khu vực sân sau của mình. Em xin quay lại cái khu vực sân sau của mình. Các môn mà môn học thể dục thể thao mạnh ở trường cũng có môn bóng đá, thì các con sẽ có những cái giải đấu bóng đá ở sân sau. Ngoài ra nữa thì nhà trường còn có tổ chức các sự kiện cho phụ huynh, thì sẽ có những cái sự kiện giống như là hội chợ từ thiện hoặc là mình gọi là cái ngày Family Fun Day. Thì Family Fun Day đó thì mình sẽ diễn ra ở sân sau, thì là cái ngày để cho các con và các phụ huynh mình được trải nghiệm các hoạt động thể thao ngoài trời cũng như là ăn uống, để các phụ huynh cũng có dịp để gặp nhau trao đổi cái quá trình học tập cũng như là kinh nghiệm. Thì một năm học như vậy thường mình sẽ có một hoặc hai cái ngày Family Fun Day ạ. Em xin đi tiếp cái khu vực tiếp theo. Cái khu vực tiếp theo mình dành cho các bạn các khối mầm non từ 3 tới 5 tuổi. Khu vực này là khu vực cho các con sân chơi của các con phía sau lớp học của các con. Thì khu vực này thì các con sẽ được ra chơi vào mỗi cái ngày học như vậy sẽ có hai cái buổi ra chơi, thì mỗi buổi ra chơi nó sẽ kéo dài 15 phút. Thì các con sẽ được ra khu vực này để chơi. Thì các bạn nhỏ nếu mà được ra khu vực này á, thì thường là không có muốn vào luôn, tại rất là thích khám phá và chơi ở ngoài trời nhiều. Thì thường là các cô sẽ không có muốn giữ các con ở trong nhà cả một ngày, thì các con sẽ có những cái thời gian riêng để các con chơi ở ngoài này, để khám phá với môi trường
ở bên ngoài. Thì khu vực này nó cũng sẽ tùy theo thời tiết của mỗi ngày, nếu ngày nào trời mưa hoặc là ngày nào nếu mà tia UV nó quá quá là mạnh thì cô giáo sẽ không có cho các con ra ngoài đi chơi, các con phải hoạt động ở trong nhà. Nhưng mà thường nếu ngày nào thời tiết đẹp, thời tiết không quá xấu thì các con sẽ được hoạt động ở ngoài này, thì các con rất là thích. Dạ, để vào phía bên trong một chút xíu, em xin giới thiệu một chút xíu về cái lớp học của các con, của các bạn mẫu giáo dành cho các bạn từ lớp 3 tới 5 tuổi. Thì cái khu vực lớp mẫu giáo này thì cái khu vực học nó cũng khá là rộng. Một lớp như vậy thì mình sẽ có maximum là 18 bạn học sinh ở trong cái lớp học này. Mình sẽ có là cân bằng giới tính và cân bằng quốc tịch. Sẽ không có quá nhiều các bạn cùng một quốc tịch học chung với nhau trong một lớp học. Lớp này sẽ có maximum là 18 bạn. Đây là một cái lớp học mà có cái giờ là reading chung với lại phụ huynh. Thường một năm học như vậy sẽ có rất là nhiều cái trải nghiệm dành cho phụ huynh có thể tham gia với các con ở trường. Thì phụ huynh sẽ có cơ hội được vào trường, được hoạt động chung với các con để hiểu thêm là cái việc học của con ở trường như thế nào, diễn ra như thế nào, một ngày của các con ra sao. Giáo viên họ sẽ dạy cái gì phần chính ở trường thì phụ huynh sẽ được có cơ hội tham gia với con rất là nhiều trong một năm học như vậy. Anh chị có thể xem một chút xíu về các những cái trên cái tường của mình, cái dụng cụ giảng dạy cũng như là học cũng như là rất là sinh động, và các anh chị có thể tham khảo thêm. Đối với các con cái khối mẫu giáo từ 3 tới 5 tuổi, một ngày học của các con cũng sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng và các con sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Đối với độ tuổi này thì các con sẽ được ngủ trưa 1 tiếng 15 phút sau giờ ăn trưa. Dạ, đây là mình qua cái khu vực tiếp theo, đó là khu vực sinh hoạt chung của các bạn khối mầm non từ 3 tới 5 tuổi. Ngoài cái khu vực riêng của lớp thì các con không có khu vực chung dành cho các bạn để các con hoạt động chung ở cái phía ngoài. Thì khu vực này cũng khá là rộng và rất là nhiều cái dụng cụ hỗ trợ cho việc học của các con. Anh chị có thể nhìn giúp em trên màn hình giúp em ạ. Cái khu vực mẫu giáo thì mình sẽ có 4 lớp tổng cộng. Từ 3 tới 4 tuổi sẽ có 4 lớp. Và khu vực lớp 5 tuổi cũng sẽ có 4 lớp. Cái độ tuổi từ 3 tới 5 tuổi thì là cái độ tuổi quan trọng để hình thành tính cách cũng như là cái tính tình của các con đó, thì cái độ tuổi này khá là quan trọng, nên thường cái độ tuổi này thì giáo viên và cái cô trợ giảng sẽ giúp hỗ trợ cho các con để nâng cao cái tính tự lập của các con rất là nhiều. Nên là thường các bạn sẽ khi mà vào lớp các con sẽ phải tự động mang cặp, nếu mà khát nước phải tự đi lấy nước, rồi các con hoạt động sẽ mang tính chất là tự lập là phần lớn. Các cô sẽ hỗ trợ cho các con ở trong cái giai đoạn đầu tiên, nhưng mà từ từ các con phải tập làm quen và các con sẽ phải tự lập rất là nhiều. Để kết thúc cái khối tiểu học này, em muốn muốn giới thiệu mình một chút xíu về cái sân khấu của trường, và sau đó mình sẽ xem cái hồ bơi của trường, và sau đó mình sẽ kết thúc. Cái sân khấu của trường này mình sẽ sử dụng chính là mình để cho các con hoạt động nhiều, các hoạt động về diễn kịch hoặc là có những cái buổi hòa nhạc của các con thì các con sẽ tham gia ở đây.
Ngoài ra nữa thì sẽ có những cái buổi hội họp dành cho phụ huynh thì mình cũng sẽ diễn ra ở đây. Thì khán phòng này thì cái hệ ghế này mình có thể ngồi là 360 người cho một lần họp. Ở đây là sử dụng âm thanh với lại ánh sáng khá là hiện đại và mình sẽ là cách âm hoàn toàn. Em xin giới thiệu một chút xíu về hồ bơi. Dạ, trước khi mà em đi tiếp thì em xin trả lời một câu hỏi ạ. Dạ, câu hỏi của mình ở đây là khối mầm non có được học thêm các môn nghệ thuật giống như hoặc ví dụ như là ballet hoặc piano không? Dạ, thì sau cái giờ học của mình, sau 3 giờ của mình thì nhà trường thường sẽ có tổ chức những cái lớp học sau giờ học. Thì những cái môn học sau giờ học thường sẽ là những cái môn học mà về năng khiếu giống như là về võ, về bóng đá, về piano, về âm nhạc hoặc là về múa, về hát. Thì những cái đó nó sẽ thay đổi theo từng season. Mỗi season như vậy các con sẽ học kéo dài trong 12 tuần và những cái môn học nó sẽ luân phiên thay đổi với nhau chứ nó không giống nhau. Nên phụ huynh có thể tham khảo thêm ở trên trang web. Cái giờ học nó sẽ thường là sẽ kéo dài sau giờ học từ 3 giờ tới 4 giờ. Hoặc nếu có cái môn học nào nó dài hơn chút xíu là sẽ kéo dài tới 4 giờ rưỡi. Em xin quay lại với cái tour của mình. Thì anh chị thấy ở đây là cái hồ bơi ngoài trời của mình. Thì nhà trường mình có hai cái hồ bơi chính. Một hồ bơi ngoài trời là hồ bơi nhỏ và hồ bơi trong nhà. Thì hình ảnh các anh chị đang xem đây là hồ bơi ngoài trời. Thì hồ bơi ngoài trời này mình dành cho các bạn khối mầm non. Cái hồ bơi này nó khá là nhỏ thôi và nó không có sâu lắm, nó chỉ từ nửa mét tới là 0.7 mét thôi, dành cho các bạn học bơi. Thì trong một cái buổi học bơi như vậy thường sẽ có giáo viên và các cứu hộ, thường sẽ có hai giáo viên dạy bơi và sẽ có hai cứu hộ kèm theo hai trợ giảng trong một cái giờ bơi như vậy. Nên là vấn đề mà về an toàn cho các con thì anh chị em có thể nói là mình hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề an toàn cho các con. Dạ, em xin dừng lại chút xíu, mình có câu hỏi ở đây ạ. Các môn extra sau giờ học có đóng học phí không? Câu lạc bộ sau giờ dành cho bé từ lớp mấy tới lớp mấy? Dạ, em xin trả lời hai câu hỏi ở đây ạ. Các môn học sau giờ học có đóng phí hay không? Thì em xin trả lời là có ạ. Thì cái môn học đó là những cái môn học không bắt buộc và nó có kèm theo phí. Thường nó sẽ có những cái môn miễn phí và những cái môn có phí. Thì những cái môn miễn phí thì nhà trường sẽ cung cấp miễn phí. Và các những cái môn có phí thường nó sẽ dao động theo tùy môn học. Thì nó sẽ dao động khoảng từ 3 triệu mấy tới 4 triệu mấy một môn học cho một khóa 12 tuần. Và độ tuổi nào thì các con có thể tham gia được. Thì mới 2 năm trở lại đây thì nhà trường có tổ chức thêm cho các con các khối mầm non nhỏ. Thì từ các con từ lớp 5 tuổi trở lên là các con đã có những cái lớp sau giờ học rồi. Dạ, có một câu hỏi ở đây là những môn nào miễn phí và những môn nào tính phí. Thì những thì em xin phép câu hỏi này em sẽ trả lời sau, tại vì nó thay đổi theo từng năm, nó thay đổi hàng năm và từng season nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau. Thì em có thể trả lời riêng với phụ huynh và em có thể cung cấp thêm thông tin để phụ huynh tham khảo sau ạ. Dạ, có một câu hỏi ngắn ở đây là có xe bus phục vụ sau giờ học không? Thì em xin trả lời là có ạ. Dạ, em xin tiếp theo ạ. Đã hết câu hỏi rồi, em xin tới khu vực tiếp theo. Em xin tới cái khu vực hồ bơi trong nhà của mình ạ. Thì khu vực hồ bơi trong nhà này của mình thì nó khá là lớn, thì nó để sử dụng cho các bạn ở trường để học bơi, hoặc là sẽ có những cái buổi swim meet đối với những cái trường khác thì cũng sẽ tổ chức ở đây, các con thi đấu với các trường khác thì cũng sẽ thường tổ chức ở đây. Hồ bơi trong nhà này của mình thì mình sẽ là 20 x 25 mét ạ, và cái chiều sâu của nó là 1,5 m tới 1,7 m. Đối với những cái bạn mà cần phải tập bơi vào bờ giờ sáng sớm trước giờ học thì các bạn cũng không có lo lắng lắm, tại vì cái hồ bơi này cái nhiệt độ mình có cái
có cái hệ thống là nhiệt độ, giữ cái nhiệt độ của nước lúc nào nó cũng sẽ dao động từ 32 tới 34 độ, thì là cái nước lúc nào nó cũng ấm 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 chứ nó không có lạnh vào sáng sớm, thì các con có thể yên tâm mà tập. Mình đang nói về cái hồ bơi trong cái khu vực gần tiểu học, thì em xin nói thêm một chút xíu về cái khu vực tiểu học. Thì khu vực tiểu học, cái tòa nhà khu vực tiểu học thì mình sẽ có cái air purifier cho toàn tòa nhà. Thì anh chị cũng biết là cái chất lượng không khí là cái vấn đề mình cũng đang quan tâm trong cái thời gian gần đây, thì chất lượng không khí của mình thì phụ huynh cũng rất là quan tâm. Nên cái tòa nhà tiểu học của mình thì mình sẽ có cái air purifier system cho cái khối tòa nhà tiểu học để đảm bảo được chất lượng không khí của các con. Dạ em xin dừng lại chút xíu, em có câu hỏi ở đây ạ. Nên cha mẹ ở trong tình hình dịch như hiện tại, con có thể tham gia đánh giá đầu vào online không? Và kế hoạch học tập cho năm học mới có bị thay đổi không? Dạ em có câu hỏi ở đây là trong cái tình hình dịch bệnh hiện tại, thì cái việc mà đánh giá đầu vào cũng như là nộp đơn để xin học đầu vào có bị thay đổi hay không, và có ảnh hưởng nhiều tới cái lịch học của con cái năm học mới hay không, thì em xin trả lời chút xíu là hiện tại bên nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ sinh học của các con và tổ chức kiểm tra online cho các con, nên phụ huynh cũng đừng có quá lo lắng về vấn đề này để đảm bảo cái việc an toàn của các con và không ảnh hưởng tới cái việc học của các con cho cái năm học mới. Thì nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ của học sinh mới và nhà trường vẫn tổ chức thi online cho các con à. Còn về cái vấn đề mà cái lịch học năm mới của các con, thì hiện tại thì nhà trường vẫn đang rất rất là mong mỏi là vẫn có thể giữ theo cái lịch nhưng trên dự kiến của mình là sẽ đầu tháng 8 và các con có thể quay trở lại trường học cho cái năm học mới. Nhưng mà anh chị cũng biết thực ra là mình cũng rất là bị động cho cái tình hình dịch bệnh của mình, là đang hiện tại nó khá là diễn biến khá là phức tạp luôn, nên là mình cũng sẽ phải tùy theo diễn biến của cái tình hình sức khỏe của nước của mình để mình ứng phó cho nó phù hợp. Nhưng mà trong cái kế hoạch thì hiện tại nhà trường vẫn đang rất là cố gắng để giữ là các con có thể quay trở lại trường học cho năm mới, các con có thể bắt đầu vào tháng 8 rồi. Mình biết các con học đâu thì sẽ mất tiếng Việt. Các bạn chỉ thích nói tiếng Anh. Trong trường hợp như vậy mình sẽ hỗ trợ như thế nào? Dạ em xin dừng một chút xíu ở đây, mình có câu hỏi ạ. À. À. Dạ câu hỏi ở đây là phụ huynh có một chút xíu lo lắng về cái vốn tiếng Việt của các con, là nếu mà các con học lâu ở trường thì không có sử dụng tiếng Việt nhiều, thì cái vốn tiếng Việt của con có bị mất hay không? Tại vì phần lớn các con học ở trường các con sử dụng tiếng Anh là phần lớn. Thì Trang xin nói chút xíu, trong cái chương trình học của mình, đối với tất cả các bạn từ lớp 5 tuổi cho tới hết lớp 5, thì các con mỗi tuần sẽ có 3 tiết học tiếng Việt. Thì để đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục mình, thì con phải có từ 3 tới 4 tiết học tiếng Việt trong một tuần cho các bạn từ khối 5 tuổi cho tới hết lớp 5. Còn đối với các bạn từ lớp 6 cho tới lớp 12, nếu các con còn mang quốc tịch Việt Nam, thì các con bắt buộc phải một tuần các con phải học một tiết tiếng Việt một tuần. Thì một tiết nó sẽ kéo dài từ 40 tới 45 phút. Thì cái vấn đề lo lắng mà về cái vấn đề vốn tiếng Việt của con có thể là bị giảm, thì anh chị cũng không có lo lắng lắm về cái vấn đề đó. Tại nhà trường có cung cấp lớp học tiếng Việt cho các con. Ở đây em có một cái câu hỏi riêng về cái lớp học piano, thì em xin phép được trả lời câu hỏi đó sau ạ.
Dạ, em có một câu hỏi cũng khá là thú vị ở đây là tham gia đội bơi và các môn học thể thao thì sẽ như thế nào? Dạ, em xin phép trả lời. Vào đầu mỗi năm học hay mỗi term thì mình sẽ có cái việc mình sẽ có cái khoảng thời gian để các con đăng ký, thì tùy theo khả năng của các con mà bên em sẽ tổ chức những cái buổi gọi là kiểm tra xem là khả năng của các con như thế nào và cái khả năng của các con tới đâu, mà bên em sẽ các cô thầy cô giáo sẽ xác định được là các con có thể tham gia cái đội bơi của nhà trường, hoặc là những cái đội bóng đá, hoặc là những cái đội bóng rổ của nhà trường hay không. Dạ, hiện tại thì mình cũng đã hết cái phần tham quan rồi ạ. Em xin chờ thêm 2 phút nữa xem có phụ huynh nào có thêm câu hỏi gì thêm thì em xin phép được trả lời ạ. Và sau đó em xin kết thúc cái buổi tham quan này. Em rất rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để mình tham gia cái buổi này với trường. Thì trong cái tình hình dịch bệnh, em rất là xin lỗi thì nhà trường không có thể nào mời các anh chị đến trường để tận mắt tham quan nhà trường được, để đảm bảo cái sự an toàn của cộng đồng cũng như là các anh chị. Thì mình tham quan online ở đây, thì em hy vọng là cái buổi này cũng cung cấp được cho anh chị một số thông tin cơ bản về cái cơ sở vật chất của trường cũng như là cái chương trình học của các con. Ngoài sau cái buổi này, nếu anh chị có thêm câu hỏi gì hoặc mình có thắc mắc gì thêm về chương trình học, làm sao để nộp đơn hay như thế nào đó, về thêm về những thông tin về trường, thì anh chị có thể để lại email hoặc số điện thoại thì em sẽ liên hệ lại với anh chị sau ạ. Dạ, em xin lặp lại câu hỏi ở đây ạ. Hàng năm mình có tổ chức field trip cho học sinh trong và ngoài nước không ạ? Dạ, em xin trả lời câu hỏi này ở đây. Thì câu hỏi này cũng khá khá là quan trọng. Thường thì trường mình sẽ tổ chức field trip tùy theo cấp độ lớp của các con. Khối cấp nhỏ thì sẽ thường là sẽ đi trong nước, còn các khối cấp lớn, khối cấp 3 thì các con sẽ đi nước ngoài, thì thường là những cái nước châu Á. Thì những cái field trip như vậy sẽ có phí, sẽ có tính phí tùy theo cấp độ lớp và tùy theo trip ạ. Nếu anh chị còn ở trên màn hình, em xin giới thiệu một chút xíu về cái website của trường, để sau này khi các anh chị có thời gian ở nhà thì mình có tham khảo thêm một chút xíu về website của trường để mình biết thêm thông tin của trường. Website của trường thì mình cũng khá là rõ về cái phần tuyển sinh, phần admission, các anh chị muốn làm sao để biết làm sao để nộp đơn cho con, thi tuyển như thế nào, mình chuẩn bị ra sao, thì mình sẽ vào phần admission để xem sơ lược qua. Về chương trình học thì các anh chị có thể vào phần academic. Thì academic này nó sẽ có chia làm các khối cấp lớp khác nhau, từ khối tiểu học, khối cấp 2 và khối cấp 3. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm về chương trình học và các thông tin khác của các con ở trong này. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có rất là nhiều thông tin về về sự chuẩn bị cho các con khi mà các con tốt nghiệp ở trường, thì sẽ học được đại học nào, college nào, thì cũng sẽ rất là nhiều thông tin bổ ích trên website này. Thì anh chị nếu ở nhà có thời gian tham khảo thì anh chị tham khảo giúp em. Dạ, nếu mà mình không có câu hỏi gì thêm thì em xin kết thúc buổi tham quan online ở đây. Em cảm ơn một lần nữa rất là nhiều. Em chúc các anh chị mạnh khỏe, bình an trong cái thời điểm này. Thì mình sẽ em rất là mong thì mình sẽ có dịp nào đó, mình sẽ khi mà trường mở cửa lại, em sẽ có dịp nào đó để mời anh chị tham quan lại, hoặc là có câu hỏi gì thêm cứ liên hệ trực tiếp với em. Mà em cảm ơn rất là nhiều.